Xin chào mừng toàn thể quý vị và quý bà con trở lại với kênh Kỹ thuật Công nghiệp Mekong đi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết thêm một cái tình huống ngắn nữa. Đó là chúng ta sẽ làm rõ hơn về cái vấn đề liên quan tới hai chữ BH ha. Thì đây thì bà con đã thấy bốn cái con số 4, 5, 6, 7. Đây là con số mà chúng ta luôn luôn nhắc tới BH rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta sẽ có những cái phần cần làm rõ đối với hai cái chữ BH này. Như vậy thì chúng ta sẽ xem xét một số cái thông tin liên quan tới cái chữ BH này mà bà con thăm hỏi trong thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với BH đất thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những vấn đề như sau. Đầu tiên thì chúng ta phải biết BH đất là gì, nó có ý nghĩa gì. Và trên đất đai cây trồng của chúng ta thì lúc nào chúng ta nên đo BH thì nó sẽ chính xác nhất. Những cái nguyên nhân nào sẽ dẫn đến sự thay đổi BH trên cái đất của cây trồng. Và những cái phương án để chúng ta xử lý đất để thay đổi BH thì chúng ta làm như thế nào. Và cái cuối cùng đó là chỉ số nghiêng cho từng loại cây trồng thì BH đất là bao nhiêu là sẽ phù hợp. Thì đây chính là những cái vấn đề mà bà con luôn thăm hỏi trong thời gian vừa qua. Đó thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin và cùng bà con chúng ta trả lời nhé. Kính thưa bà con, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu BH đất là gì. Thì BH đất thì bà con luôn biết con số là 4, 5, 6, 7, 8 gì đó. Thì đây chính là một cái chỉ số hay là một cái con số để mà chúng ta đánh giá mức độ chua hoặc là mức độ kiềm của đất. Thì với mỗi một cái đặc tính từng con số cụ thể thì nó sẽ cho chúng ta là đặc tính của loại đất đó là gì và cái khả năng ảnh hưởng nó lớn như thế nào. Thì tí xíu nữa chúng ta sẽ có tìm hiểu về cái phần này. Kính thưa bà con, thì cái chỉ số pH nó sẽ biến thiên từ số 1 cho đến số 14. Tuy nhiên thì nếu như đất đai với cây trồng thì bà con có thể quan tâm từ con số 4 đến con số 7 nè ha. 4, 5, 6, 7 thì đây là cái khoảng biến thiên mà đa số thì pH đất của chúng ta nó sẽ lọt vào khung này. Còn nếu mà lọt xa hơn khung này nữa thì nó rất là nhiều việc ghê gớm nha. Như đương nhiên thì nó sẽ không có quá phổ biến đâu, nếu mà đất chua hay đâu đó là lọt xuống tới 4 là đã dữ lắm rồi. Còn những cái đất nào kiềm nặng thì nó khoảng từ 7 đến hơn 7 tí xíu thôi, chứ nó cũng không có quá vượt quá con số này đâu ha. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm. Thì kính thưa bà con, thì đối với cái phương pháp mà để lấy được cái chỉ số pH thì nó sẽ có hai phương pháp đơn giản và phương pháp chúng ta dùng máy. Thì phương pháp đơn giản đó là chúng ta sẽ dùng giấy quy tím, thì cái này nó tương đối dễ làm. Và cái thứ hai thì chúng ta sẽ dùng một cái máy đo mà người ta đã thiết kế sẵn, là chúng ta chỉ có nhiệm vụ mua và về chúng ta đo thôi. Đầu tiên thì với cái giấy quy tím thì đây là một cái dạng giấy chỉ thị màu quý vị. Thì cái này thì nó bán ở tiệm hóa chất hoặc là một số cái văn phòng thẩm lớn. Ở những cái chỗ này thì nó bán chuyên về những cái thiết bị cho trẻ em hoặc là những cái thiết bị nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hóa học đó, thì nó sẽ có bán cái loại này. Thì cái này thì nó không có bao nhiêu tiền đâu, nó chỉ vài ngàn đến 10 ngàn, mười mấy ngàn gì đó. Thì với cái loại giấy quỳ này thì chi phí nó tương đối thấp quý vị, nhưng mà cái độ chính xác nó không cao. Thì ví dụ như quý vị nhìn thấy nè, cái con số 4, 5, 6, 7 thì nó đang cái khung cam và khung vàng ở đây. Thì nếu như bà con mình sử dụng một cái giấy quỳ và mình đưa lên trên cái nền đất ẩm của mình á, để làm sao mà cho cái miếng giấy quỳ nó thấm được nước, nó thấm được nước thì nó sẽ biến cái miếng giấy quỳ này thành một cái màu tương ứng với cái pH mà nó nhận được. Và như vậy thì nó cái sự biến thiên của nó lớn quá đi. Ví dụ như là 5, 6 là nó cũng kế bên quý vị, cái màu nó tương ứng vậy. Cho nên là nếu mà bà con mình dùng cái quỳ tím á, mình đưa lên nắng nó gọi xuống á, thì cái màu nó sẽ khác. Và nếu mà chúng ta để sâu vô cái nước cái đất của mình á, mà nước mà nó đục quá đó thì nó lại cũng biến sang cái màu khác. Cho nên thì nó sẽ không mang lại một cái con số chính xác, quá chính xác được. Nhưng mà đương nhiên nó sẽ cũng sẽ có một cái con số tương đối để trong cái thời gian gấp rút hoặc là nhất định phải cần thiết để bà con mình xác định đất mình chua hay là kiềm thì chúng ta có thể sử dụng quỳ tím để chúng ta làm liền. Thì đây là cái ưu điểm cũng như là cái khuyết điểm của phương pháp chúng ta dùng giấy quỳ tím. Rồi cái phương pháp thứ hai thì đương nhiên chúng ta phải dùng máy thôi, dùng máy đo thì nó sẽ tốn cái chi phí ban đầu nó hơi cao. Tuy nhiên thì độ chính xác của nó sẽ là tuyệt đối. Có nghĩa là nếu bà con làm đúng cái thật, chúng ta chỉ cần cắm cái máy pH này vào trong đất trong thời gian khoảng từ 3 phút đến 5 phút gì đó thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái con số cụ thể là bao nhiêu luôn. Có những ví dụ như là 5.5 là 5.5, 5.4 là 5.4, chứ không có chuyện là 5 hay là 6 giống như cái giấy quỳ. Thì thật ra thì nói về tốn cái chi phí ban đầu, nhưng mà với một cái máy đo pH thì nó giá của nó cũng rất là nhiều quý vị. Có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào chất lượng, thì vài trăm ngàn một cái máy pH cũng có. Còn như những cái máy mà chúng tôi đang sử dụng thì tầm khoảng 1 triệu mấy thì cũng có. Còn nếu mà những cái máy chuyên dụng hơn nữa thì nó đến 2-3 triệu cũng có. Rồi như vậy thì để bà con mình sẽ có những cái định hướng để mà chúng ta chuẩn bị cái máy đo pH cho vườn chúng ta ha. Rồi kính thưa quý vị, thì pH đất thì mình đo lúc nào nó sẽ hiệu quả nhất?
Với máy đo pH thì nó khuyến cáo là chúng ta đo bất cứ giai đoạn nào nó cũng hiển thị được số pH hết. Đây là cái trách nhiệm của máy đo pH. Nhưng để mà pH đất chính xác nhất để mà chúng ta dự định làm là bà con phải đo ngay trước cái thời điểm mà con mình dự định bón phân. Tại vì sao? Cái thời điểm đó là pH nó phản ánh đúng nhất. Rồi nếu mà chúng ta đo được cái chỉ số rồi, chúng ta mới biết cách là chúng ta nên sử dụng loại phân bón nào và chúng ta bón cái lượng bao nhiêu để mà chúng ta thay đổi cái pH theo cái ý của mình mong muốn. Còn nếu như mà con mình đo sau cái thời điểm mình đã bón phân rồi, thì ví dụ nếu mà con mình bón hữu cơ nhiều đi, thì cái chỉ số pH này nó hiện chắc chắn là lên về tăng về cái độ pH trung tính rồi. Còn nếu như mà con mình bón hóa học nhiều, đặc biệt là đạm nhiều, thì chắc chắn lúc đó chỉ số nó sẽ để hạ cái pH về cái mức độ chua. Vì thì cái con số đó nó hoàn toàn nó sai sót so với cái đất của mình. Rồi cái chuyện đó nó chỉ trong vòng khoảng chừng 5-7 ngày sau khi cái lượng phân bón nó đã hết đi, thì cái chỉ số pH này nó hoàn toàn nó sai sót. Cho nên là chúng ta chỉ có thể đo pH chính xác nhất là trước khi chúng ta có ý định bón phân, có nghĩa là lúc đó đất không có bị tác động đó, thì chúng ta đo là nó chính xác nhất. Và khi chúng ta đo thì bà con có thể đo nhiều điểm khác nhau trên vườn ha, có thể là đo 4-5 điểm khác nhau để mà chúng ta lấy ra một con số trung bình á, thì nó sẽ chính xác hơn. Bà con đo càng nhiều điểm thì cái mức độ chính xác của cái vườn mình nó càng lớn. Đơn giản là như vậy. Kính thưa bà con, thì chúng ta sẽ có một số cái nguyên nhân mà gây thay đổi cái pH, đặc biệt là cái pH nó sẽ bị thấp xuống. Cái nguyên nhân đầu tiên là rửa trôi kiềm, quý vị, có nghĩa là cái canxi hay là magie trong đất của chúng ta nó sẽ bị rửa trôi. Thì cái này chủ yếu là trên những cái đất mà như đất cát á, thì cái phần nó dễ bị di chuyển mà nó trượt di xuống cái nguồn nước ngầm, cho nên là nó sẽ bị mất đi những cái khoáng chất. Thì mất đi những cái kiềm này thì nó sẽ làm cho cái pH của mình nó bị chua đi ha, có nghĩa là pH đất nó thấp lại. Rồi một cái nữa rất là quan trọng đó là bà con mình bón đạm nhiều, thì trong cái quá trình mà vi sinh vật nó chuyển hóa từ cái đạm amon sang cái đạm nitrat thì vô tình nó cũng sẽ làm cho đất chua, là do nó có thải ra một cái lượng axit nhất định. Rồi một cái nữa là ngay đầu vụ thì bà con sẽ gặp những cơn mưa đầu mùa đó, thì đây là những cơn mưa axit ha, thì nó sẽ mang theo một cái nguồn axit và nó gây gây độc cho cái cây trồng cũng như đất của chúng ta, thì nó sẽ bị thay đổi pH. Cho nên là thông thường là bà con sẽ thấy cái phương án đó là chúng ta gãy dôi đầu mùa mưa là cũng do cái phương án mưa axit này. Rồi thêm nữa là tùy theo một số loại cây trồng và tùy theo giai đoạn, đặc biệt là những giai đoạn mà bà con cung cấp nhiều cái phân bón NPK mà chứa ớt này, ví dụ như là trên thị trường thì hiện nay nó có rất là nhiều dòng công thức NPK, thì có cộng thêm ớt có thể từ 5 ớt cho đến 13 ớt nha. Rồi nếu như bà con mình có thói quen sử dụng súp bê lân nhiều thì trong đây nó cũng chứa một cái thành phần lưu huỳnh nhất định. Hoặc là bà con sử dụng những cái dạng phân bón SA đó, SA thì nó chứa giữa đạm và lưu huỳnh. Nó thì đây là những cái công thức nào chứa lưu huỳnh thì những cái công thức đó nó sẽ gây chua đất. Đương nhiên thì nó cũng phải qua một cái quá trình tích tụ và cây trồng hấp thu lưu huỳnh không hết thì nó mới bị trường hợp này nha quý vị. Chứ không phải là chúng ta sử dụng một hai lần thì nó sẽ chua liền đâu. Một cái ý cuối cùng nữa là do cái thói quen mà chúng ta ít sử dụng hữu cơ quý vị. Thì ít sử dụng hữu cơ thì những cái vi sinh vật có lợi nó sẽ không hoạt động được. Đất đai của chúng ta thì thiếu độ tơi xốp. Lúc đó thì cái đất của mình nó sẽ bị xấu đi. Thì những cái kết cấu đất xấu đi thì nó sẽ làm cho cái độ chua tăng lên. Và thêm một cái nữa là độc chất, có nghĩa là sau những đợt mà con mình xử lý ra qua, ví dụ như mình có bắc lo nè hoặc là kali clorat, thì đây là những cái chất mà bà con mình đưa vào thì nó sẽ làm cho cái đất đai mình nó bị xấu đi, nó bị chua đi và cái vi sinh vật nó phát triển không được, thì đồng thời cái nấm bệnh nó sẽ tăng lên và nấm bệnh càng tăng thì cái đất ngày nó sẽ càng chua hơn do cái vi sinh vật nó không thể nào nó phát triển được. Thì đây là những cái nguyên nhân chính mà nó sẽ khiến cho pH của đất cây trồng chúng ta thay đổi, mà chủ yếu thay đổi theo hướng chua nhiều hơn là hướng kiềm ha. Đương nhiên thì nó sẽ còn rất là nhiều nguyên nhân liên quan tới những cái phản ứng hóa học nữa. Tuy nhiên thì nếu nói ở đây nữa thì bà con sẽ hơi khó hiểu, bà con nắm những cái cơ bản trong cái công tác mà chăm sóc cây mà mình hay gặp thôi. Kính thưa bà con, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái phương án để chúng ta xử lý đất theo pH. Chúng ta đo để chúng ta có một cái chỉ số để chúng ta dựa vào. Thì có thể là khi bà con mình đo được cái pH, khi mà đất bà con mới lên liếp thì lúc đó chúng ta mới định hướng được và với cái đất như thế này thì chúng ta phải định hướng một cái loại cây trồng nào phù hợp với cái vùng đất với cái pH đó. Hoặc là bà con muốn trồng một cái loại cây nào đó mà cái độ pH nó lớn hơn, như vậy thì bà con phải có cái tác động để thay đổi pH của chính cái đất này trước khi bà con mình đặt cây thì nó mới mang lại hiệu quả. Thì đó là cái phương án mà người ta dựa vào chỉ số pH trước khi người ta trồng cây. Còn như vậy thì với cái đất đai bà con mình đang trồng thì bà con đo pH để chúng ta biết cái pH ở khoảng nào và chúng ta sẽ tác động phân bón nào và cái liều lượng bao nhiêu để chúng ta kéo cái pH về phù hợp với cái loại cây trồng mà chúng ta đang trồng.
thì như vậy chúng ta mới giúp cho cái cây trồng nó phát triển đầy đủ được ha. Thì đây là cái phương án là chúng ta phải lấy được chỉ số pH bằng cách chúng ta đo pH và sau đó chúng ta tác động những cái dinh dưỡng hay là tác động vôi vào trong đất để thay đổi cái việc này phù hợp cho cái cây trồng mà mình đang có. Thì kính thưa bà con ha, thì đây thì sẽ là một cái bảng pH biến thiên về cái mặt dinh dưỡng, thì chúng tôi hướng dẫn bà con mình xem nha. Thì ở đây nguyên một cái hàng mà thiểu hiện màu vàng và màu gạch tôm ha, thì đây là những cái nguyên tố dinh dưỡng thì chúng ta có đa lượng nè, đạm, lân, kali. Ở đây thì chúng ta có lưu huỳnh, canxi, magie và bên dưới là một số cái dạng vi lượng bổ sung cho cây. Thì chúng tôi tạo ra một cái khung màu xanh này, thì đây chính là một cái khung mà nằm trong pH từ 5.5 cho đến 7 ha. Thì quý vị nhớ ha, thì trong cái khoảng này thì bà con thấy là mỗi một cái hàng ngang của dinh dưỡng á, thì cái trong cái khoảng này là cái khoảng đầy đặn nhất, đầy đủ nhất. Thì cái chỉ số này nó có ý nghĩa là ở trong cái khoảng pH từ 5.5 cho đến 7 là khả năng hấp thu tất cả các loại dinh dưỡng của cây trồng là ở mức độ ok nhất. Đó, vậy ha. Rồi như vậy thì bà con thấy là trong cái khoảng này thì đạm nè, trong nguyên một cái hàng này thì đạm ở cái khúc này là nó ok nhất nè. Lân cũng vậy, kali cũng vậy, lưu huỳnh nè, canxi, magie nè, ha, thì nó đều hấp thu đầy đủ hết. Còn nếu như cái pH mà nó dưới 5.5 ha, thì bà con thấy là mấy cái đoạn này nó ôm tông ôm teo, là có nghĩa là cái khả năng hấp thu của cây trồng đối với những cái dưỡng chất này nó không có. Như vậy thì đất chua bà con mình bón bao nhiêu đạm, bao nhiêu lân, bao nhiêu kali vô trong đó thì nó cũng không bao giờ hấp thu cao được. Nó còn nằm y trên mặt đất đó quý vị, hoặc là chảy tràn đi, bốc hơi đi mất hết mà không hiệu quả. À, đó là cái lý do ở trong thời gian vừa qua khi mà cây trồng nó yếu, bà con cố gắng đẩy hóa học vào để cho cây phát triển nhưng mà cuối cùng cây vẫn không phát triển mà tình trạng ngày càng xấu hơn, đó là do cái điều kiện này đây. Qua chỗ này thì bà con thấy một cái ý nghĩa đó là gì? Sắt và nhôm ha. Vậy thì đất chua nè thì cây chúng ta sẽ bị ngộ độc sắt và ngộ độc nhôm do cái khả năng hấp thu của cây trồng ở dưới cái pH này, thì nó hấp thu sắt với nhôm là chủ yếu, còn những cái dạng khác nó không hấp thu được, do đó nó sẽ bị ngộ độc ha. Thì đây là trong cái điều kiện của đất phèn. Còn như đất kiềm thì hiếm gặp nhưng mà cũng chia sẻ luôn với bà con chúng ta. Đất kiềm thì bà con thấy sẽ có 3 nguyên tố được hấp thu nhiều nhất, đó là lưu huỳnh, canxi và magie ha. Như vậy thì nếu như mà pH của bà con đang ở mức trung tính mà bà con bổ sung vôi, bà con bổ sung dạng dolomite chẳng hạn, thì nó có cả canxi, magie, hoặc là bà con mình bổ sung dạng vôi thì nó chứa rất là hàm lượng canxi rất là cao. Thì ở những cái pH đang kiềm và trung tính như thế này thì cái khả năng hấp thu của những loại này nó rất là cao, mà bà con tiếp tục bổ sung vôi vào đây nữa thì chắc chắn thì cái khả năng ngộ độc canxi và magie nó sẽ cao, và khi mà nó ngộ độc như vậy thì nó sẽ gây chai đất. Đó là lý do mà chúng tôi nhận được câu hỏi bón vôi nhiều có chai đất hay không. Thì đây, nếu như đất đang ở pH trung tính và pH kiềm mà bà con đưa canxi và vôi đó vào đây nữa thì chắc chắn thì sẽ xài chai đất là đúng rồi. Còn nếu như chúng ta chỉ đưa vôi trong cái điều kiện mà pH thấp như thế này thôi, chúng ta sẽ đưa vào thì hầu như cái hiện tượng này nó sẽ không có xảy ra. Tí xíu nữa thì chúng ta sẽ có một cái lượng vôi ha, để bón cho mỗi loại đất là bao nhiêu, thì bà con sẽ không có lo cái tình trạng chai đất đâu. Rồi như vậy thì bà con chúng ta sẽ cố gắng hiểu ha, nhớ là cái trong một cái khoảng pH từ 5.5 cho đến 7 là cái khoảng này thì cây nó sẽ hấp thu đầy đủ các dạng dinh dưỡng, đa lượng, trung lượng, vi lượng đều mang lại một cái hiệu quả cao hết. Còn nếu như thấp hơn 5.5 cũng không hiệu quả, mà cao hơn 7 cũng không hiệu quả, thì đó là như vậy, để chúng ta nhớ một cái ý vô cùng quan trọng này. Rồi kính thưa bà con thì đây là một cái phần nói về vôi, thì cái này thì chúng tôi đã có nói với bà con mình trong những cái video trước về cái cách sử dụng vôi cũng như là điều chỉnh cái pH của cây. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhắc lại với một cái ý nghĩa, đó là khi mà bà con mình muốn điều chỉnh pH từ chua về trung tính thì chúng ta phải sử dụng vôi. Và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có 3 loại đất ha, những loại đất như là đất phèn và đất sét. Thì bà con áp dụng theo cái phương pháp bổ sung vôi như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ tô cái dòng này ha, tại đây là cái dòng quan trọng nhất. Thì pH của chúng ta xấu thì nó cũng lọt vào cái khoảng từ 4.6 đến 5.5 quý vị. Đó, thì giai đoạn này từ 4.6 đến 5.5 khi mà chúng ta đo xong đó, thì chúng ta biết là như vậy thì chúng ta phải bổ sung 1 tấn vôi trên 1 hectare, tương ứng với 100 g vôi trên 1 mét vuông nha. Còn nếu như mà bà con mình chăm sóc cây tốt thì pH nó sẽ lọt vào khung từ 5.6 cho đến 6.5. Thì cái khung này sẽ là cái khung phổ biến khi bà con mình chăm sóc cây tốt ha. Thì lúc đó cái lượng vôi mình bón sẽ là nửa tấn trên 1 hectare, có nghĩa lúc này nó sẽ tương ứng là 50 g trên 1 mét vuông nha. Vậy thì bà con mình cứ tính phủ cái mặt clip mình bao nhiêu mét thì mình nhân lên ra cái lượng vôi này là xong. Thì cái cách này chúng ta vừa bón để mà nâng pH và chúng ta
bón như thế này để mang tính sát khuẩn nha, tại vì voi có tính sát khuẩn để mà chúng ta tiêu diệt nấm bệnh ở cái thời gian đầu mùa mưa và cuối mùa mưa luôn. Và đương nhiên nếu pH đã lọt về trung tính trên 6.5 rồi thì bà con mình không cần bón voi đâu nha. Thì đây là dành cho cái vùng đất mà đất phèn hoặc là đất sét thì bà con mình bón cái lượng voi như thế này. Còn nếu như bà con mình canh tác trên cái đất cát, đất sỏi, những cái loại đất mà có cơ cấu khác ha, thì bà con bón chỉ 50% so với những con số phía trên này thôi ha. Mặc dù là cùng một cái khoảng pH như trên này, nhưng mà trên đất cát thì lượng voi bà con bón chỉ giảm lại chỉ bằng 50% so với lượng trên này thôi. Có nghĩa là lúc này đối với đất cát thì pH từ 4.6 đến 5.5 thì bà con chỉ bón nửa tấn chứ chúng ta không bón một tấn. Đó thì được giải thích là nếu mà voi đưa vào nhiều á thì nó sẽ giải phóng ra những cái dinh dưỡng đang có sẵn trên nền đất và lúc đó thì nó sẽ bị trực di, nó bị mất đi vào cái nguồn nước ngầm. Thì dinh dưỡng nó không giữ lại được cho cái cây trồng chúng ta hấp thu, cho nên là chúng ta bón một cái lượng vừa phải thôi để nâng pH về cái mức độ tốt nhất. Rồi sau đó bà con mình dùng lân hoặc là hữu cơ để chúng ta cố định cái dinh dưỡng trở lại, thì tạo điều kiện cho rễ phát triển, rồi sau đó rễ cây trồng nó sẽ hấp thu những lượng dinh dưỡng này. Rồi còn nếu mà trên đất phù sa thì tùy bà con ha, nếu mà lọt vào những cái khung pH thường thường nó sẽ lọt vào cái khung khoảng 6.5 nè. Nếu như bà con có gãi thì gãi tầm khoảng ít thôi, khoảng là chừng 20-30 gram gì đó trên 1 mét vuông, có nghĩa là chúng ta gãi chừng 200-300 kg gì đó trên 1 hecta thôi để mà giúp cho đất đai sát nấm phẩn là được. Còn cái pH thì nó đang ở mức độ tốt rồi, thì đất phù sa thì người ta không có quan tâm nhiều tới voi nha, tại vì cái khả năng hấp thu dinh dưỡng nó rất là cao và hầu như nấm bệnh này cũng không phát triển được do cái vi sinh vật nó phát triển rất là tốt. Rồi kính thưa bà con ha, thì bây giờ sẽ là một cái điều khá là quan trọng, đó là bà con hỏi bây giờ cái cây của tôi là pH bao nhiêu là nó chuẩn. Thì kính thưa bà con, chúng ta sẽ có rất là nhiều loại cây, nói ở Việt Nam thôi chúng ta đã có vài trăm loại đi, đơn cử là vài trăm loại cây thôi, thì làm sao mà làm nhớ nổi cái con số pH là bao nhiêu. Nhưng mà chúng tôi sẽ có một cái thần chú để cho bà con mình nhớ. Đa số tất cả các loại cây trồng cạn của mình thì pH nó sẽ lọt vào 5.5 cho đến 6.5, không sai vào đâu được hết quý vị ha. Và quý vị sẽ xem nè, cái con số mà từ 5.5 cho đến 6.5 bên cái bảng này nè, là đây là cái khung mà cái cây trồng của mình là nó hấp thu dinh dưỡng gọi là tốt nhất từ đa chung vi lượng luôn ha. Vậy thì nó quá an toàn, cho quá tốt cho cây mình. Cho nên nếu bà con mình canh tác cây trồng, cây rau, cây màu hay là cây gì, cây ăn trái gì đó, làm sao bà con mình điều chỉnh cái pH đất của mình từ cái khung từ 5.5 cho đến 6.5 là đẹp, không cần nhớ là pH của cây trồng mình bao nhiêu cả. Rồi thì đương nhiên thì đây là một cái mức độ trung bình. Bên cạnh đó thì nó sẽ có một số loại cây thì nó chịu được trên đất chua, và có một số loại cây không chịu được đất chua, nó chỉ sống được ở cái điều kiện kiềm thôi ha. Thì nó vẫn có những cái trường hợp đặc biệt như vậy. Cho nên trong cái khúc này, nếu như mà khi mà chúng tôi chia sẻ mà chúng tôi không có để bất cứ một cái loại cây nào vào pH bao nhiêu, thì bà con mặc định pH của loại cây mình đang canh tác là nó đang lọt vào khung từ 5.5 cho đến 6.5. Rồi chúng ta sẽ đi xem một số loại cây thì nó chịu chua là cây nào ha. Bây giờ nhóm chịu chua trước, thì bà con sẽ thấy là có một số loại cây đây nghe, nó vẫn lọt trong cái khung từ 5.5 đến 6.5 như quý vị ha, nhưng mà nó chịu chua hơn nè. Thì chúng ta thấy có thanh long là pH 4 nó vẫn chịu được, cây chôm chôm pH 4.5 nó vẫn chịu được, là nó hơi chua tí xíu nè, thì cái khung này nó vẫn lọt vào 5.5 đến 6.5 đúng không quý vị. Khóm 4.5, có nghĩa là khóm này có thể là một số vùng đất phèn này người ta đang cũng đang canh tác loại cây này, thì nó cũng đang lọt vào khung 5.5 đến 6 đây, nó cũng đâu có sai. Rồi cà phê cũng vậy, cà phê là một cái loại cây ở vùng trên nhưng mà ở đất nó tương đối hơi chua tí xíu thì cà phê nó vẫn phát triển tốt, còn nếu mà pH kiềm thì cà phê đã phát triển không tốt nha. Thì pH của cà phê là khoảng từ 5 cho đến 6 thì nó đang cũng lọt vào khung 5.5 đó. Thì nếu mà bà con mình điều chỉnh pH mình từ 5.5 cho đến 6.5 thì hầu như cũng không sai vào đâu cả. Rồi những loại cây chịu kiềm nè, đây là đậu, thì nói chung cho tất cả các loại cây họ đậu trồng cạn cái gì, và cái cây bắp của mình ha, cây bắp và cây ngô đó, thì chứ không phải là đậu bắp nha, hai thằng này gom chung là đậu, đậu bắp không đúng, nhóm đậu riêng và nhóm cây bắp riêng. pH của nó thì khoảng từ 6 cho đến 7.5 ha. Như vậy thì nó là cũng lại lọt vào cái khung từ 6 đến 6.5 vẫn đúng. Cây gừng là cây lấy củ của mình đó, thì nó pH của nó vẫn biến thiên từ 6 đến 6.5 đó, thì nó vẫn đúng. Rồi sầu riêng ha, cây ăn trái khó tính nhất, thì pH chuẩn nhất của nó cũng lọt vào khung từ 6 cho đến 6.5 nha. Cây bưởi cũng lọt vào khung từ 6 cho đến 7.5. Cây chanh cũng từ 6 cho đến 7. Đây cây mai ha, một cái cây kiển khó tính thì pH của nó khoảng từ 6.5 cho đến 7 quý vị. Loại cây này đa số bà con thấy trồng chậu không đó, tại vì trồng bên ngoài đâu tốt, đâu có pH lúc nào mà cũng lý tưởng gì.
Rồi cây ớt của mình ha, 6 cho đến 700 năm. Đất ớt mà trồng đất chua là nó bệnh dữ lắm luôn quý vị, tại vì rễ phát triển không được. Nó cho nên là pH nó rất là cao, từ 6 cho đến 700 năm. À, kính thưa bà con thì đây là những cái loại cây mà nó cái tính nó hơi đặc biệt hơn tí xíu, nó sẽ đi xa hơn cái khung từ 5.5 đến 6.5 như chúng tôi nói cho bà con mình nghe. Còn nếu như mà ở trên cái nhóm này không có những loại cây trồng bà con mình đang canh tác thì bà con mặc định nó là những loại cây trồng đó nó sẽ thuộc vào cái pH từ 5.5 cho đến 6.5 nha. Không cần phải hỏi lại chúng tôi đâu nha, chắc chắn nó lọt vào cái khung đó luôn. Chỉ có một số. À, kính thưa quý vị và quý bà con thì đây là một cái video mà chúng tôi làm rõ hơn về những cái chỉ số pH và hướng dẫn bà con mình một số loại cây trồng thì nó sẽ lọt vào pH nào và chúng ta nên điều chỉnh đất đai của chúng ta về cái pH nào cho nó phù hợp. Thì thông qua đó là có một cái biện pháp, đó là chúng ta sẽ nâng pH bằng phương pháp rễ dôi. Thì đây là một cái video mà chúng tôi bổ trợ cho những video trước, thì có một video chúng tôi đã nói về vôi rồi, nếu như bà con mình chưa xem thì có thể xem lại để chúng ta hiểu về cách sử dụng vôi. Một cái video về những loại cây trồng mà bị pH đất thấp và trong cái tình trạng nấm bệnh thì như thế nào, thì chúng tôi cũng có một cái video hướng dẫn chung cho cả phương pháp này. Thì kính thưa bà con thì nội dung của video này thì nó cũng khá là đơn giản, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép dừng video này ở đây. Nếu như bà con mình cần thêm những cái thông tin gì thì có thể để lại bình luận bên dưới, hoặc là liên hệ về với đội kỹ thuật của chúng tôi thông qua ba số điện thoại đây, thì bà con có thể gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo, gửi những cái thông tin mà bà con mình muốn tham khảo thì đội kỹ thuật sẽ tư vấn cho bà con chúng ta. Một lần nữa thì kênh Kỹ thuật Nông nghiệp Mekong xin cảm ơn bà con đã luôn đồng hành cùng tất cả những video của kênh. Xin chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe và canh tác thành công. Xin hẹn gặp lại quý vị và quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.